Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình tiết mới kẻ giết người thuận tay trái trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải. Tô Lâm chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra Nguyễn Hòa Bình vì nhận tiền chạy án Nguyễn Văn Nghị. Nhân vật tránh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đang làm tâm điểm chú ý của dư luận sau khi ông ta đưa ra phán quyết trong phiên giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải một cách bất công khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo báo tuổi trẻ và đời sống số ra ngày 5 tháng 5 ghi nhận việc tránh án tòa nhân dân Nguyễn Hòa Bình chủ tọa phiên tòa làm cho dư luận hết sức băn khoăn. Luật sư Trần Tuấn Anh giám đốc công ty luật Minh Bạch cho biết việc ông Nguyễn Hòa Bình tránh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa một phiên tòa đúng một điều rất đặc biệt. Trước đây rất hiếm trường hợp đích thân tránh án tòa án nhân dân tối cao đứng ra làm chủ tọa xét xử một vụ án. Luật sư Trần Hồng Phong của đoàn luật sư Cần Thơ nhắc đến bộ quy tắc bất tái cứu dành cho thẩm phán tòa án sơ thẩm đã xử một vụ án một lần rồi thì sẽ không được ngồi xử vụ án lần thứ hai. Năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từng ra quyết định không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải vì cho rằng các cấp sơ thẩm phúc thẩm đã xét xử đúng người đúng tội. Tuy nhiên, không rõ nguyên tắc này cũng áp dụng cho tòa án trung thẩm hay không. Tương tự, trang báo mới cũng có bài đăng ý kiến soi dọi thêm nhiều khía cạnh tố tụng rằng việc ông tranh án tòa án nhân dân tối cao ngồi ghế chủ tọa trong phiên xét xử giám đốc thẩm có phù hợp với quy định tại điểm C khoản 1 điều 53 bộ luật tố tụng hình sự hay không. Bởi vào thời điểm tháng 10 năm 2011 khi giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chính ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành quyết định không kháng nghị vụ án này. Cũng theo bài báo nói trên, tiến sĩ Võ Thị Kim Oanh, nguyên trưởng khoa Luật hình sự trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm. Đầu tiên cần phải khẳng định là ông Bình không tham gia xét xử sơ thẩm tỉnh Long An và phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ án Hồ Duy Hải. Như vậy điều cần xác định là ông Bình có phải là người từng tiến hành tố tụng theo quy định tại điều 53 Bộ luật tố tụng hình sự hay không. Quyết định không khẳng định lúc đó ông Nguyễn Hòa Bình được ký với vai trò là chức danh viện trưởng viện tối cao. Đây là một trong những thủ tục đặc biệt dành riêng cho giám đốc thẩm và tái thẩm do người có thẩm quyền luật định theo thực hiện. Đồng ý rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng là kiểm soát viên, nhưng nếu một kiểm soát viên bình thường không mang chức danh quản lý cụ thể là mang chức danh có thẩm quyền kháng nghị, thì không thể ký ban hành các quyết định kháng nghị liên quan đến vụ án nên hiểu việc ông Bình ký quyết định không kháng nghị vụ án vào thời điểm năm 2011 là vi phạm quyền viện trưởng viện tòa án tối cao chứ không phải là một viện kiểm sát viên tham gia giải quyết vụ án. Dù cho là đúng việc ngồi xử giám đốc thẩm bản án mà mình từng ký quyết định bác kháng nghị khác nào ông Nguyễn Hòa Bình đang tự vả vào mặt mình. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội để minh oan cho một thanh niên vô tội, đem trả cho người mẹ, trả cho người em và những người gì 13 năm dòng dã đi đòi công lý, đã khánh kiệt phải bán hết nhà cửa ruộng vườn, đi ở nhờ nhà người anh trai và cầu mong cho ánh sáng hiện ra ở cuối con đường hầm. Nhưng điều cầu mong lớn hơn là thể chế chính trị nền tư pháp của Việt Nam cần có những bước thay đổi cơ bản vì còn Đặng Văn Hiến, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Văn Trưởng là những tử tù tương tự như vụ Hồ Duy Hải bị kết án oan bởi các vi phạm tố tụng, nhưng không ảnh hưởng gì đến bản chất của vụ án. Phải thay đổi làm sao để cho sinh mạng quyền tự do của con người phải được tôn trọng, bảo vệ chứ không phải là trò chơi công cụ quyền lực. Trong số những thông tin trên được nêu ra trước đó, người ta cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình trở thành công cụ của phía ông Trần Quốc Vượng đặc biệt là liên quan đến hàng loạt các thông tin cho hay đây chính là màn đấu đá kịch liệt trước đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã củng cố thêm trước những thông tin cho biết đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang cấp tốc lập chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra Nguyễn Hòa Bình. Sau hàng loạt các sai phạm và những dấu hiệu tội phạm liên quan đến phiên xét xử giám đốc thẩm, đối với vụ tử tù Hồ Duy Hải của ông ta. Ngoài ra, một số thông tin cho biết Nguyễn Hòa Bình đang dính líu đến hàng loạt các màn bảo kê phi pháp dành cho Lê Viết Chữ, đương kim bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, người vừa, bộ trị, vừa bị Bộ Chính trị tiến hành kỷ luật sau quá trình ăn đất và tham nhũng lớn. Các dự án liên quan đến tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết Quay trở lại với con người của Nguyễn Hòa Bình rõ ràng thì tên tòa án tối cao xem lại vụ giết người của Hồ Duy Hải theo hình thức giám đốc thẩm đã từng tạo ra sự hứng khởi nơi rất nhiều người và nhiều giới. Trong mắt nhiều người diện mạo công lý của Việt Nam tuy nhơ nhuốc nhưng ít nhất lần này cũng đã tẩy rửa được một phần để chắc trong một chừng mực nào đó có thể yên tâm. Vì nền tư pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không man dợ tới mức thản nhiên hại một cá nhân quá trong quá trình điều tra truy tố xét xử từng bộc lộ vô số các dấu hiệu cho thấy một sức một cách hết sức vô nhân tính và đó cũng là lý do phán quyết của hội đồng thẩm phán với 17 thành viên của tòa án tối cao vụ Hồ Duy Hải đã làm cho người ta chưng hửng và phẫn nộ tột cùng. Hội đồng thẩm phán của tòa án tối cao Việt Nam vừa công bố phán quyết phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải giết người và cướp tài sản. 12 năm trước, tháng 1 năm 2008, tại bưu điện Cầu Voi, tọa lạc tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, xảy ra án mạng hai nữ nhân viên của bưu điện này bị giết. 3 tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt với cáo buộc đã giết người và cướp của và giết hại hai nạn nhân. Cuối năm 2008, trong phiên xử sơ thẩm vụ án này, Tòa Nhân dân tỉnh Long An tuyên bố dành cho hải tử hình, hình thức tử hình và thêm 4 tháng nữa vào tháng 4 năm 2009 khi phúc thẩm vụ án tòa án tối cao bác kháng cáo của hải tuyên án y án sơ thẩm. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể đóng hồ sơ vụ án này vì cả dư luận lẫn công luận đều không đồng ý bởi quá trình điều tra, truy tố có quá nhiều sai sót kỳ quái kết quả điều tra hiện trường thu được nhiều dấu tay dấu vân tay nhưng không phải là của hồ duy hải hiện trường có nhiều vết máu nhưng việc thu thập phân tích những dấu vết máu này cũng bị bỏ qua thời điểm mà cơ quan điều tra viện kiểm sát đã xác định nạn nhân bị giết với lý do là có mâu thuẫn với kết quả giám định pháp y nếu theo kết quả này thì rõ ràng là hồ duy hải là người ngoại phạm đó là chưa kể song song với vô số mâu thuẫn của các tài liệu hồ sơ, vụ án, việc sửa chữa tài liệu một cách tùy tiện để chứng minh là Hải là hung thủ. Còn có chuyện cơ quan điều tra không thu được hung khí, dao để cắt cổ thớt để đập đầu của nạn nhân nên đã cử người đi chợ để mua các hung khí này về làm tăng vật cho khớp với kết luận điều tra cáo trạng. Người ta còn phát giác cơ quan điều tra đã bỏ đi nhiều tài liệu và làm ngơ không đào bới sâu hơn trong khi vụ án còn có nghi can khác. Vụ án Hồ Duy Hải chưa hết xôn xao dư luận thì mới hôm ngày 13 tháng 5 năm 2020, luật sư Trần Hồng Phong vừa cung cấp thêm một tình tiết mới có thể khẳng định sự vô tội của Hồ Duy Hải. Theo luật sư vết cắt trên cổ của nạn nhân trên thấy hung thủ phải là người thuận tay trái trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải. Chiều ngày 13 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong, người được gia đình của tử tù Hồ Duy Hải mời trợ giúp pháp lý, cho biết đã gửi đơn và cung cấp chứng cứ mới nhất đến Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao cùng với các cơ quan báo chí. Theo luật sư Phong, ngay sau khi phiên tòa giám đốc thẩm, ông cùng với cộng sự đã giả soát lại hồ sơ vụ án và phát hiện ra thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Đó là thông qua cơ chế hướng vết cắt trên cổ của hai nạn nhân, cho thấy hung thủ sát hại hai nữ nhân viên chắc chắn là người thuận tay trái, trong khi đó thì gia đình của tử tù Hồ Duy Hải khẳng định Hải thuận tay phải, ông Phong cho biết. Theo luật sư trong các bản khai khi thực nghiệm điều tra và kết luận điều tra, cáo trạng của các vụ án thợ sơ thẩm, phúc thẩm đều thể hiện Hải từ vị trí phía trước dùng tay phải cầm dao cắt cổ hai nạn nhân chắc chắn sẽ không thể gây ra được hướng vết cắt như ghi nhận trên thi thể của nạn nhân. Nếu tình tiết hung thủ là người thuận tay trái được kiểm chứng và xác định hoàn toàn có thể thực hiện một cách nhanh chóng dễ dàng thì đây chính là một chứng cứ ngoại phạm quan trọng của tử tù Hồ Di Hải. Từ việc xem xét hướng của vết cắt trên cổ của hai nạn nhân, hoàn toàn xác định được hung thủ thuận tay trái Luật sư Phong nói, Đề cập đến các tài liệu về pháp y đã được giáo khoa hóa và gần như đã trở thành một nguyên tắc được thừa nhận và thống nhất trên toàn thế giới, được áp dụng trong lĩnh vực y tế, khoa học hình sự, luật sư dẫn chứng. Nếu hung thủ là người thuận tay trái và thực hiện việc cắt cổ từ phía trước, đối diện với nạn nhân sẽ gây ra các vết cắt có hướng từ trái sang phải. Ngược lại, nếu như hung thủ thuận tay phải sẽ gây ra vết cắt theo hướng từ phải sang trái. Nếu hung thủ là người thuận tay trái và thực hiện việc cắt cổ từ phía sau, đứng ở sau lưng của nạn nhân sẽ gây ra vết cắt có hướng từ phải sang trái và ngược lại, nếu hung thủ thuận tay phải sẽ sẽ gây ra vết cắt theo hướng từ trái sang phải. Trong vụ án này hung thủ sát hại hai nạn nhân gần như chắc chắn phải là người rất quen với hai nữ nạn nhân đặc biệt là nạn nhân hồng trong bối cảnh đã khuya có ăn uống điều này cho thấy ta có hướng suy luận liên quan đến hai người là người yêu của nạn nhân hồng khi đó là nguyễn my son và nguyễn văn nghị tuy nhiên thật đáng tiếc khi trong hồ sơ vụ án không có thông tin xác định tình tiết ngoại phạm của hai người này luật sư nhận định Đại biểu Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuộc để giám sát tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải theo truyền thông chính thống hôm ngày 11 tháng 5 năm 2020. Tiến sĩ luật Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Cà Mau đã kiến nghị trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân như trên, báo Dân Chí hôm thứ Hai đưa tin. Khi vụ án có nhiều thủ tục tố tụng bị vi phạm như vậy thì rất cần được điều tra lại báo dân trí dẫn lời của ông Vân đại biểu quốc hội này đã đề nghị xem xét áp dụng quy định điều 404 bộ luật tố tụng hình sự để yêu cầu kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hôm 12 tháng 5 một thành viên ban lãnh đạo cấp cao của tòa án nhân dân tối cao được báo chí nhà nước dẫn lời trong một cuộc họp giao ban báo chí cùng ngày tiếp tục khẳng định quan điểm của tòa án này về quyết định giám đốc thẩm cho rằng mặc dù có sai sót, bản chất tội phạm trong vụ án liên quan đến bị cáo Hồ Duy Hải là không thay đổi. Các cơ quan tố tụng có sai sót, chúng tôi đều nhìn thấy. Ví dụ như không kịp thời thu hồi cái thớt con dao làm vật chứng là có sai phạm. Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao ông Nguyễn Trí Tuệ được báo mạng VOV nói Việc chúng tôi không kịp thời thu lại cái thớt con dao thì tất cả các cơ quan tố tụng đều ghi nhận là có sai sót. Tuy nhiên, đối chiếu với các lời khai chứng cứ để củng cố thì hội đồng thấy Hải không oan. Bản chất của vụ án là hành vi phạm tội giết người của Hồ Duy Hải và hội đồng thẩm phán xác định có sai lầm nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Do vậy không hủy án, ông Lê Trí Tuệ nhấn mạnh. Bên cạnh đó, dư luận cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình tránh án tòa án nhân dân tối cao khi còn giữ chức vụ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định không kháng nghị thì hiện nay lại ngồi vào vị trí hội đồng thẩm phán là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Tuệ cho rằng tố tụng giám đốc thẩm là giai đoạn đặc biệt tránh án viện trưởng có quyền kháng nghị hoặc không kháng nghị nhưng vẫn được tham gia hội đồng xét xử của hội đồng thẩm phán, không phải tiến hành tố tụng một lần mà có thể tiến hành tố tụng nhiều lần mà không vi phạm. Ông Lê Trí Tuệ cũng nói rằng sau viên giám, phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải, nhiều thành viên trong hội đồng thẩm phán nhận được những tin nhắn đe dọa khủng bố xúc phạm. Cũng theo Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao, mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về vụ án, kêu gọi chống phá, hệ thống tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng từ trung ương đến địa phương. Ông nhấn mạnh rằng nguy hiểm hơn nữa là một vài hội đại biểu quốc hội phát biểu không đúng những nội dung của vụ án, đưa ra những ý kiến chủ quan dựa trên những thông tin trên mạng xã hội làm cho vấn đề phức tạp thêm. Có lẽ ông Lê Trí Tuệ ngụ ý đến ba vị đại biểu quốc hội đã có những phát biểu công khai là đại biểu Lưu Bình Dưỡng, đại biểu Lê Thành Vân và đại biểu Trần Trọng Nghĩa. Hôm 12 tháng 5 năm 2020 trên Facebook của đại biểu Lưu Bình Dưỡng xuất hiện một dòng trạng thái in đậm dòng chữ: Tôi là đại biểu quốc hội Lưu Bình Dưỡng, tôi đang rất lo sợ bị ông phó tránh án đe dọa. Thạc sĩ Hoàng Việt giảng viên Đại học Luật đưa ra nhận định trên Facebook cá nhân của ông hôm ngày 13 tháng 5 năm 2020 rằng sự đe dọa của phó tranh án với đại biểu quốc hội cho thấy nhiều người đại diện pháp luật lại không hiểu luật. Đại biểu Quốc hội Lê Thành Vân cũng lên tiếng trên Facebook cá nhân của mình. Tôi tìm hiểu mãi trong hiến pháp cùng với các đạo luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta để tìm xem có quy định nào cho phép Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao được kết tội đại biểu Quốc hội là phát ngôn nguy hiểm khi đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát của mình không, nhưng tìm không ra. Phải chăng ông Nguyễn Trí Tuệ tự cho mình cách quyền nhân danh cơ quan xét xử để phán quyết ý kiến của đại biểu quốc hội, người mà hiến pháp trao sứ mệnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân? Cũng về các ý kiến trái chiều trong công luận tạp chí Tòa án Nhân dân trích lời của Đại tá Nguyễn Minh Tâm ở Học viện Chính Công an Nhân dân nói rằng Tôi thấy rằng tình trạng trong nghiêm ngoài phá như hiện nay chắc chắn đang có những sự lợi dụng của các thế lực thù địch ở bên ngoài. Thậm chí có cả đại biểu quốc hội và hai nhà báo tự do bị lợi dụng để cung cấp thông tin ra ngoài một cách phiến diện. Điển hình nhất là trường hợp TRCHG tức chương trình hữu danh người đã được theo đã, đã theo vụ này ngay từ đầu khi mà vụ việc xảy ra trên mạng xã hội người này viết rất nhiều những tiêu cực anh ta coi mình là nhà báo tự do và tung tin bịa đặt theo hướng có lợi cho bị cáo đại tá nguyễn bình tâm nói ông cũng cho rằng có những đại biểu quốc hội không phải chuyên ngành luật không nắm rõ hồ sơ của vụ án mà vẫn lên tiếng đánh giá chưa kể những nhận định đưa ra sai hoàn toàn so với thực tế điều này rất nguy hiểm Đại tá Nguyễn Minh Tâm còn đề nghị phải báo cáo trực tiếp với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị về vụ án và cả vấn đề truyền thông hiện nay. Hôm 7 tháng 5, báo Thanh tra tường thuật quan điểm của đại biểu Quốc hội Việt Nam luật sư Trương Trọng Nghĩa nói về vụ án. Có những cái sai phải sửa, vì nếu sai mà không sửa thì đó là sự méo mó của nền tư pháp. Mấu chốt nhất trong vụ án Hồ Di Hải là vấn đề chứng cứ, một nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự của mọi quốc gia văn minh là phải đủ chứng cứ mới buộc tội. Hiến pháp bộ luật hình sự của chúng ta cũng quy định như vậy. Tờ báo dẫn lời của đại biểu Quốc hội Phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội Việt Nam ông Lưu Bình Dưỡng cho rằng những trường hợp đã bị bịt khiến cho tòa án không thể phát hiện được. Quá trình điều tra, quá trình làm hồ sơ, người ta đã làm quá tròn, thậm chí tìm mọi cách để bịt rồi. Khi tôi còn là luật sư đi bào chữa có những bản án viết như vỡ lòng rất buồn. Quyền lợi bị xâm phạm, tội phạm bị bỏ lọt, đương nhiên người ta tiếp tục phải khiếu nại thôi. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho hay, báo thanh tra dẫn lời của ông Lưu Bình Nhưỡng. Hôm 12 tháng 5 năm 2020, đại biểu Quốc hội Việt Nam ông Trương Trọng Nghĩa cũng được báo chí Việt Nam tường trình nói sẽ đưa vụ án Hồ Duy Hải lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo luật định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể có ý kiến với Tòa án Nhân dân tối cao hoặc có thể đề xuất Quốc hội giám sát tối cao việc xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Đây là những vấn đề do Quốc hội quyết. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa được tờ Tiền phòng online dẫn lời. Luật sư ơi cứu con là tựa đề của bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đạt người bào chữa cho Hồ Duy Hải ở phiên phúc thẩm đã đăng trên báo Đất Việt và báo An Giang online, hiện đường dẫn đã bị xóa. Có vụ án thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức làm cho con người tham gia nghĩ rằng tòa chỉ muốn kết án cho xong việc và bị cáo dường như bị sắp xếp để chết thay cho hung thủ thực sự, luật sư Nguyễn Văn Đạt kể lại. Hai lần đầu gặp trong trại giam công an tỉnh Long An dù tôi đã thuyết phục thậm chí có khi như năn nỉ hại chỉ lặng câm không một lời nói mắt luôn hướng về hai chiến sĩ đang giám sát sự tiếp xúc của luật sư với bị can đầy lo sợ lẽ thường bị can phải tranh thủ thời gian gặp ngắn ngủi để trình bày sự thật hoặc thanh minh với hy vọng luật sư sẽ giúp mình vô tội hay giảm nhẹ tội nhưng đây chỉ là sự im lặng nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án tôi thấy có nhiều sai sót mâu thuẫn Chẳng hạn như kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an Long An khẳng định các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay của Hồ Di Hải. Vậy đó là vân tay của ai? Ai mới là hung thủ thật sự? Vì sao cơ quan điều tra không truy tìm tàng thư căn cước để tìm chủ nhân thực sự của dấu vân tay để lại trên hiện trường? Hay như con dao cái thớt được cho là hung khí cũng không được thu giữ dù khi khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra làm khá kỹ thu được các sợi tóc, cong bún, cộng bún, hạt cơm khô, vết máu để rồi đến 5 tháng sau mới cho người đi mua về để mô tả là tang vật thậm chí còn sửa chữa kích thước con dao trong biên bản lời khai của nhân vật và nhân chứng để làm cơ sở kết tội hại. Những mẫu những mâu thuẫn sai sót đó cũng với sự im lặng bất thường của bị can càng, càng thôi thúc tôi muốn tìm hiểu sự thật của vụ án. Tôi trở lại gặp Hồ Duy Hải lần thứ ba động viên giải thích, thuyết phục mãi thậm chí có lúc phải dọa cháu không nói ra thì sẽ bị tử hình mà không ai cứu được. Hải mới nói được mấy câu, con không giết người, con không làm gì cả. Oan con lắm, luật sư ơi cứu con. Rồi đột nhiên mặt mày Hải nhăn nhúm lại như phải chịu đau đớn tột cùng vì một tác động từ đâu đó. Nhiều lần gặp Hải trong trại giam sau đó đều tương tự như thế. Những lời kể lõm bõm nhỏ giọt ánh mắt thất thần hãi hồng lo sợ cho tôi cảm nhận dường như Hải không dám nói ra sự thật vì sự đe dọa nào đó. Tôi chuẩn bị thật kỹ hồ sơ cho ngày xét xử. Sơ thẩm cuối cùng 11 năm tháng 11 năm 2008. Điều lạ là dù cho gia đình bị cáo Hải đã nhờ tôi làm luật sư bào chữa nhưng tại tòa vẫn có thêm một số luật sư chỉ định bào chữa cho Hải. Dù đây là việc vi phạm tố tụng nhưng tôi thầm nghĩ dù sao có đồng nghiệp hỗ trợ vẫn hơn và yên tâm trình bày phần bào chữa. Trong đó có nêu ra 41 điểm sai trong quá trình điều tra, truy tố và khẳng định cơ quan điều tra đã suy diễn dựa vào hiện trường và lời khai của bị cáo. Dù lời khai đó có nhiều điểm không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án, đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án điều tra lại để xác định chính xác khung thủ, không để oan sai cũng như lọt tội. Đại diện viện kiểm sát hôm đó không tranh luận mà chỉ đọc lại cáo trạng, đồng thời cũng thừa nhận có nhiều sai sót nhưng không để không thể làm lại nữa vì đây là án điểm. Thời gian kéo dài lâu dư luận bức xúc, điều lạ là thật lạ là luật sư đồng nghiệp được chỉ định bào chữa cho hại chẳng những không bào chữa mà mau mắn nhận tội thay cho thân chủ và chỉ mong được giảm án tử hình xuống còn trung thân, trong khi chính bị cáo lại kêu an tại tòa. Giờ giải lao trước khi tranh luận, tôi có trao đổi với luật sư này những nội dung mâu thuẫn sai sót vi phạm thì bất ngờ vị này thốt ra, ông nói gì được thì nói, tôi ở đây bị kẹt. Chưa hết. Sau phần trình bày của tôi, luật sư đồng nghiệp còn buộc tội than chủ khi cho rằng dấu vân tay của bị cáo không trùng với dấu vân tay thu tại hiện trường thì bỏ không sử dụng chứ đâu có gì. Rồi hội đồng xét xử cũng bỏ qua những sai phạm trong điều tra, truy tố để tuyên án tử hình với Hồ Duy Hải. Đến khi xét xử phúc thẩm cũng thế, dù thừa nhận có nhiều thiếu sót, các cơ sở, các cơ quan tiến hành tố tụng nhưng vẫn kết án tử hình Hồ Duy Hải, luật sư Nguyễn Văn Đạt nói. Thông tin hôm 14 tháng 5 năm 2020 cho biết yêu cầu xem xét lại vụ án xét xử tử tù Hồ Duy Hải đã được các đại biểu Quốc hội Việt Nam chuyển đến văn phòng chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký Để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi